Tiếp tục thông tin về phiên đấu giá đất tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Sau 15 tiếng và trải qua 14 vòng đấu, 19 trên 40 thửa đất được đấu giá thành công. Thửa cao nhất có giá trúng 52,8 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất có giá 24,8 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá cao nếu so với mặt bằng khu vực. Đó là chưa nói các thửa đất được đấu giá có diện tích từ 128 đến 265,5 mét vuông. Chiều cao công trình bị khống chế ở mức 2 tầng, mật độ xây dựng từ 63 đến 68%. Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 10, kéo dài đến hơn 24 giờ cùng ngày. Do giá khởi điểm được xác định chỉ ở mức 3 triệu 864.000 đồng một mét vuông, huyện Thường Tín và đơn vị tổ chức đấu giá đã quy định người tham gia phải trải qua tối thiểu 6 vòng đấu bắt buộc, mỗi bước giá là 3,5 triệu đồng một mét vuông. Khoản tiền đặt cọc từ gần 99 đến 205 triệu đồng. Cuộc đấu giá thu hút gần 200 khách hàng với hơn 700 hồ sơ tham gia.